Dưới đây là một câu chuyện nhằm mang lại niềm tin cho những người chưa có niềm tin, tăng trưởng niềm tin cho những ai đã có niềm tin và phá đi sự nghi ngờ, hoặc chỉ là một kiến thức nhỏ. Nếu sư thấy câu chuyện này không phù hợp với tiêu chí của một vấn đáp thì có thể xóa, hoặc sai sót thì hoan hỷ chỉnh sửa. Chuyện về ngài Sariputta đã bụng dữ dội rồi không thọ dụng món cơm sữa do ngài vô tình nói ra, và ngài Moggallana đi bát mang về. Có thể bát cơm sữa này có thể sinh nghi cho bất kỳ ai, làm sao nấu sữa không có lẫn nước lại trị được bệnh ngài Sariputta? Thì ở đây là vị này có trích dẫn một cái vị thuốc từ gạo rồi sữa đó, là ở đây vị thuốc để trị bệnh đã hiệu quả rồi, nói chi là nấu với sữa rất nhanh lại sức cho người bệnh, nói chi là tô lạc đề hồ trong bát cháo sữa nào Suchata đã dâng cúng Đức Thế Tôn, có nhiều dinh dưỡng cho cơ thể cần dùng. Thì về cái vấn đề này á, ở trong cái câu mà ngài Xá Lợi Phất ngài mô tả về cái món ăn mà mẹ của ngài đã từng làm cho ngài, nó kẹt vậy nè: Mata Sabbimathu Sakkara thì đi hí vô chết toa asam phin nắc nắc khi nắc rác bà già xăng a đà xí thì nó kẹt như nè. Là thứ nhất là cái bơ, thì cái bơ này là cái dạng mà đề hồ, là một cái loại bơ đặc biệt chứ không phải là bơ thường nha, bơ đặc biệt. Rồi cộng với mật ong, nhưng mà có cái là a đí, tức là vân vân, nó kẹt một chỗ. Là bây giờ một cái công thức nấu ăn mà chơi cái vân vân là thôi chết rồi, thôi chết cha rồi còn cái gì nữa. Giống như bây giờ mình nói bây giờ công thức nấu nấu phở ha, là bây giờ bao gồm có thịt bò nè, bao gồm có bánh phở nè, rồi vân vân, là thôi thua, tôi nói thua, không có làm được. Tại vì mình không biết là cái vân vân đó là bao gồm những cái gì, mà bây giờ chơi cái a đí vô cái là bây giờ vân vân mà thua luôn. Rồi trộn với cháo sữa, thì cái cháo sữa thì cái sữa này á thì nó cũng không phải sữa thường nha. Như là trong trường hợp của nàng Suchata đó, thì cái sữa mà của cái con bò là nó như vậy nè, là cái con bò con nó được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ, nó không ăn thức ăn ngoài. Rồi cái con bò con đó sau khi lớn lên á, nó sanh ra con bò con khác, rồi con bò con đó cũng dùng hoàn toàn bằng sữa mẹ để lớn lên. Rồi đi mấy đời như vậy á, tức là con bò chỉ nuôi bằng sữa thôi, đi mấy đời như vậy thì cái sữa của cái con bò cuối cùng á thì lấy ra là để mà nấu cháo. Tức là sữa này là cái hàng xịn á, chứ không phải là cái dạng mà sữa thường. Quý vị biết là nhưng mà có thể nha, có thể nếu mà mình không có được cái loại sữa mà ngon lành đó thì mình có thể dùng loại sữa thường mình thế vô cũng được. Tức là mình gạo mà nấu ở trong sữa là tức là thành cháo đó, không có nước. Nhưng sư nói cái vấn đề đặc biệt ở đây là cái chữ vân vân đây nè. Từ cái đó nó thành ra là mình không biết làm sao để mà ra được cái món hồi xưa. Sư cũng có cái nhã ý là mình phục dựng lại. Nhưng mà bây giờ đó, giống như bây giờ nấu phở gồm có bánh phở, thịt bò, vân vân là xong hết rồi thì sư chịu thua. Còn những cái đặc tính của các cái món này thì mỗi một món đều có cái tác dụng rất là tốt cho người bị bệnh về bao tử ha. Không biết về cái này thì Đại Đức Tuệ Tường có nghiên cứu gì hay không ha? Kính thưa quý vị, nói chung là cái câu trả lời của Đức Hành Tể rất là quý thưa quý vị. Quý là quý như sao? Tại vì khi mà quý vị nghe Đại Đức có trích dẫn từ Bali cái chi tiết, thực sự cái đòi hỏi kiến thức
cái câu hỏi này á, có nghĩa là khi mà nghe 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 mà giảng giải á, thì mình nghe có vẻ đơn giản nhưng mà thật sự phải đòi hỏi kiến thức nó chuyên rất là chuyên sâu thưa quý vị. Khi mà trích dẫn Pali và phân tích ra như vậy đó để hiểu, để mình hiểu rõ, cái bản thân sư á cũng hiểu rõ thêm về cái phần trả lời của Đức là cái vấn đề mà sữa đó với cái bơ đó, cái sữa bò đó với cái bơ đó là nhìn cụ thể như thế nào, chứ không phải đơn thuần như cái trí của mình nghĩ như vậy. Ở đây á thì sư có thêm cái điểm này để cho quý vị, ngoài cái câu chuyện trong quy trong đạo, quý vị đọc trong tăng luật, ngoài câu chuyện mà quý vị có thể là xin cái sự nghi ngờ ở đây, ngoài vấn đề này còn ngoài một vấn đề khác nữa quý vị phải hiểu. Khi ở đây có nói là ngài siêu siêu tá bị đau bụng, thưa quý vị, theo siêu biết cái vấn đề mà mình bị bệnh thưa quý vị, nó đau bụng, đau bụng thì mình không có thể nói là đau bụng là phải uống cái này, đau uống được đau bụng uống cái kia, mà phải nói là nếu đau bụng, cái chứng đau bụng đó đó nó trùng với cái công thức này nè thì mình uống cái này nó hết, vì không ạ? Giống như là đâu phải nhức đầu á, lúc nào mới nói là nhức đầu là uống paracetamol đâu, đâu phải đâu. Có những cái nhức đầu đôi khi nó bị bú ở trong não nữa. Có nghĩa là cái triệu chứng á, gọi là cái triệu chứng mà chỉ có bác sĩ chuyên môn mới chẩn đoán được. Ngay cả việc đau bụng nó muôn hình vạn trạng thưa vị, đau bụng bên trái bên phải ở trên ở dưới, đau bụng từng cơn như thế nào, đau như thế nào, râm ri thế nào, đau dữ như thế nào đó. Cho nên đó là khi mình đọc tạng luật có những cái trường hợp tương tự như vậy nè, thì mình gọi sư gọi là đừng mình đừng có vội vàng quá, vội vàng quá đúng không, mình vội vàng quá thì mình nói là phải chị như vậy, phải như thế này mới đúng, như thế này kia là sai đúng không, thì đó là cái vội vàng của mình. Thì sư muốn nhắc cho quý vị để quý vị lưu tâm thôi, để khi mà đọc không chỉ tăng luật mà trong tâm tạng luôn cũng vậy đúng không? Đừng mình đừng có nghĩ là cái bệnh đó là phải trị bằng cái này, nó đâu không phải. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.